Các bạn thân mến, các bạn nhìn thấy hai chiếc xe này nhìn giống như chiếc Way Alpha 110 phân khối mà chúng ta đã nhìn thấy ở những cái chiếc xe chính hãng của Honda không? Nhìn cực kỳ giống luôn. Nhưng không, đây là chiếc xe 50 phân khối mang hình dáng của chiếc Way Alpha thần thánh. Có lẽ thì một số bạn sẽ hỏi rằng là chiếc xe này có kiểu lả lướt với bốc đầu được không? Thì cái này thì mình cũng khuyến cáo các bạn luôn, không nhá. Đừng có đi bốc đầu như thế, bởi vì chúng ta là với lứa tuổi trên 16 tuổi thì học sinh thì chúng ta đi nhẹ nhàng thôi, đi an toàn thôi, chứ đừng học những cái clip ở trên mạng để trở thành một cái gọi là một bốc đầu ơ đấy, một bốc đầu ơ đấy, bốc đầu là toang đấy. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc xe này cho các bạn. Còn giá cả thì chiếc xe này các bạn hãy liên hệ với cửa hàng gần nhất, bởi vì giá nó nằm đâu đó từ 12 đến 15 triệu tùy nơi nha các bạn. Cho nên là các bạn hãy liên hệ với cửa hàng gần nhất để biết được giá cả của nó, tức là tầm khoảng 12 đến 15 triệu nha. Còn chiếc xe này thì hãy quan sát ở phía trước này, chúng ta sẽ thấy cái thiết kế nó cũng giống mình nghĩ là cũng giống luôn với những dòng xe Way mà chúng ta đã thấy. Nó nhìn nó cực kỳ giống luôn. Và những dòng xe thế này thì nó 50 phân khối với thiết kế vành này là vành nan, phanh cơ đấy, phanh đùm. Nếu một số bạn mà không thích những dòng xe Sirius thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng xe Way như thế này để chạy. Thì đa số ở những cái thị trường ở miền Bắc thì rất là thích những dòng xe mang hình dáng của Way nhiều hơn. Còn thị trường ở miền Trung hoặc là miền Trung, miền Nam thì sẽ thích những cái dòng xe Sirius hoặc là Exciter. Và nếu thích những cái kiểu bền bỉ thì sẽ lựa chọn những dòng xe của SYM hoặc là Kimco. Ở đây thì chúng ta quan sát một chút xíu về dưới máy móc của nó nào. Đây, máy móc của xe cũng một cái lốc đen hoành tráng. Đấy, ở đây là cái dòng chữ Dailim. Thì với cái thương hiệu này chúng ta có thể khá là an toàn, khá là ổn và nó khá là bền. Khá là bền thôi nha, chứ không phải là bền bỉ lắm đâu. Thì với những dòng xe thế này thì mình cũng nói với các bạn là trong vòng từ 1 đến 3 năm là nếu như chạy giữ xe thì vẫn ok, đó, vẫn ổn. Và với những dòng xe như thế này thì mình nghĩ là khá là thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Nam chạy cũng được mà nữ chạy nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng khá là đẹp, mặc áo dài và vẫn ổn. Ok, với lợi thế của những dòng xe mà mang hình dáng kiểu Way hay là Sirius như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển ở những cái địa hình mà mang tính chất nó hơi gồ ghề, nó hơi kiểu sóc và nó hơi kiểu khó đi một chút xíu thì chúng ta có thể di chuyển được. Nó tiện hơn những cái dòng xe mà mang hình dáng cúp tôm như bên này này. Đấy, thì nhìn nó có vẻ nhỏ bé và nó ngắn đòn hơn so với những dòng xe này. Còn tất nhiên thì nếu như bạn đã quen với những dòng xe Way rồi thì chiếc xe này nó không có gì lạ cả. Nó giống nhau lắm. Nó giống nhau lắm. Đấy, so với những chiếc xe như là SYM hay Kimco thì phần nhựa của những dòng xe này nó cũng không được khít. Đấy, nó không được khít và nó không được kiểu liên lạc như những dòng xe kia. Tất nhiên là với những cái hàng này thì chất lượng nó ở mức vừa phải thôi. Nó không phải là tốt như thằng SYM hay là Kimco. Đấy, phía sau này thì với dòng xe này tay xách nó bằng một cái thanh sắt, nhưng mà bọc phía ngoài là cao su, mà cao su khá là cứng, chúng ta có thể cầm nắm để xách xe lên được. Với những thiết kế của dòng xe này thì mình nghĩ là với chiều cao khoảng 1m rưỡi là các bạn hoàn toàn có thể ngồi lên được và chạy xe khá là ổn. Còn bây giờ thì mời các bạn hãy cùng ngắm sơ qua cái phần đầu của chiếc xe xem có gì không. Phần đầu này thì ở đây vẫn là cái đồng hồ hiển thị báo mức nhiên liệu ở trong bình xăng, vẫn là km trên giờ, bố số 1234. Đấy, số mo nữa, phía bên này sẽ là cụm công tắc đèn, xi nhan trái phải, để pha đèn cốt, còi. Bên này là bên này là sẽ là cái công tắc bật tắt đèn và nút D. Thì đây là dòng xe mà lắp ráp và 50 phân khối, cho nên là chúng ta thấy nó không phải là trường phái của Honda là sẽ là cái xi nhan ở xi nhan ở phía dưới mà còi ở phía trên nha, bấm hay nhầm. Đấy,
Còn cơ bản chiếc xe này thì chúng ta quan sát là nó như vậy. Còn bây giờ thì mời các bạn hãy quan sát sơ qua một chút xíu về chiếc xe để quyết định có xuống tiền hay không. Đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem chia sẻ những dòng xe mới nha.